Em xin chào tất cả cô chú và anh chị yêu Lan trên mọi miền đất nước, đặc biệt là các cô chú và các anh chị là tín đồ của Lan Hải Hằng. Hôm nay em có một cái ít cây hàng thuần, thuần chậu rồi ấy, để bán cho các cô chú anh chị. Và hy vọng rằng là lần này ship hàng thì cái cốc nó nhẹ như thế này thì sẽ an toàn. Thì còn những cái chậu như thế này em không dám ship này. Chậu như thế này nặng, nó quán tính của nó lớn, khi mà người ta tung lên tung xuống ấy, thì mặc dù đã dán băng keo xung quanh rồi nhưng mà cái băng keo nó rất là dễ bị bung ra và đá nó bung ra dẫn đến là lá nó cây nó bị dập. Thì một là em phải đền cho khách, hai là cái cây nó giảm độ đẹp đi, nó rất là tiếc. Nên những cây như thế này thì không ship được, nhưng mà những cái chậu như thế này, nó nhỏ như thế này thì sẽ có thể là ship được. Trước khi báo giá hàng thuần thì em xin báo một số những cái cây hàng rừng mà em nhập về để trồng, nhưng mà em lựa ra những cái cây nó tương đối là lành lặn hơn và đẹp hơn để mà bán cho các cô chú anh chị sưu tầm nhé. Thì đầu tiên là em xin phép được nói về cái giá cả của cái hàng nó phụ thuộc vào cái gì. Nó phụ thuộc vào cái độ trưởng thành của cây, và tức là cái cây là cây nhỏ hay là cây giống hay là cây đã trưởng thành, và nó phụ thuộc vào cái độ lớn của lá. Nhưng mà không phải cứ lá lớn thì là đắt, mà lá nó phải lành lặn. Chứ còn hàng 100 cây lựa ra được khoảng 20 cây mà nó không bị lỗi lá là còn nhiều đấy. Có khi cả một lô 100 cây thì 100 cây lỗi lá luôn. Cho nên là không phải là cứ hàng to thì là nó đắt, hoặc là cứ là hàng nhỏ thì là nó rẻ. Nên ví dụ như mà cây như thế này, hôm trước em nhổ 2 cây thuần như thế này lên và ship cho một bác ở Nam Định, và bác ấy chê là cây nhỏ thế nọ thế kia. Thế thực ra thì các bác thấy rằng là các bác mua hàng nhiều rồi, các bác sẽ thấy rằng là một cái cây lá nó cứng cáp như thế này và nó không có lỗi như thế này thì cực kỳ là ít luôn. Thì đương nhiên là những cây như thế này, chưa tính là những cây nó đã thuần rồi thì nó rất là khỏe, không như cây rừng. Thì những cái cây như thế này thì chắc chắn là giá nó phải cao hơn những cái cây mà cũng là 100.000 một cây nhưng mà nó là cái hàng lỗi. Em lấy ví dụ như là cái cây này nhé, lá này của nó đến 6 phân. Nhưng mà cô chú anh chị này, người ta khai thác ở rừng về, có lẽ là cái cây này người ta khai thác tầm phải 2 tuần người ta cóp lại. Đó, lá nó đã mềm oạt ra như thế này rồi đấy. Cho nên là các cô chú anh chị mà không có kinh nghiệm trồng cây này rất dễ chết này. Hoặc là cây này lá to đùng mà như thế này cũng thế, nhưng mà lá rất là xấu. Thì nếu mà tính cây to thì là đây là một cây 100, nhưng mà tính về cái độ đẹp của lá thì cây này không thể đạt 100 được. Và cây này thì tốt nhất là em phải để lại để thuần, sau đó thì mùa năm sau mới bán được cho khách. Chứ còn bây giờ khách trồng cây này nhìn lá rất là to, nhưng em nghĩ rằng là 10 phần thì 5 phần là sẽ, nếu người ta không kinh nghiệm là sẽ chết cây này. Chứ không phải là cứ cây to thì mới đắt. Cô chú anh chị thông cảm giúp em là người nào mua hàng nhiều thì biết, còn người nào mà chưa mua thì tìm hiểu kỹ giúp em, chứ không có như vừa rồi là cái bác ở Nam Định ấy, mua xong đó thì lại hoàn mở hàng ra xem, sau đó lại hoàn hàng lại, thì hài hàng ấy nó hoàn đi hoàn lại như thế, nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cây và nó chột cây rất là nhiều. Nếu mà trong Nam mà hoàn ra thì chắc chắn là cây khô luôn. Sau đó em đi vào báo giá nhé. Thì em có 3 cái cây như thế này, tức là lá rất là lành và 1, 2, 3 lá này. Đấy, cây này như thế là nó cũng phải mấy năm rồi đấy. Thì cây lá xếp cứng cáp này. Đó, cây này em chỉ có 3 cây như thế này thôi. 3 cây này là 50.000 một cây nhé. Cái đơn này là 150.000 nhé. Bác nào chốt thì nó là chốt đơn 150.000 3 cây cho em nhé. Thế còn cái lô này thì là những cây em đã lựa ra là lá rất là lành rồi này. Đấy, có thể là nó bị hơi bị mềm lá do là dân khai thác từ trên rừng về, nó thời gian nó lâu á. Thì các cô chú anh chị chỉ cần ngâm nước kích rễ Etoxic hoặc là B1 hoặc là Hùng Nguyễn ấy, chỉ cần ngâm khoảng nửa tiếng thôi và vớt lên để ráo thì là ngày hôm sau nó sẽ cứng lá lại ngay. Em trồng rất là nhiều rồi, các cô chú anh chị yên tâm là về cái sự hướng dẫn của em là hoàn toàn chính xác nhé. Thì còn chứ không phải là cầm cái lá thì nó mềm như thế này, hàng rừng khai thác khó lắm, chỉ có cái hàng thuần thì nó mới cứng lá và dựng lá như thế này thôi ạ. Thì cái lô này là có 80.000 một cây thôi mà em đã chọn rất là kỹ rồi, gần như là không lỗi gì, có lỗi chỉ một lỗi hai lỗi gì đấy thôi. Đây, một cây thứ nhất nhé, cây thứ hai này, đây cây này có một lỗi như này đấy nhá. Đây cây thứ ba, đây cây thứ tư này, cây thứ năm này, cây thứ sáu này, cây thứ bảy này, cây thứ tám này, cây thứ chín này, cây thứ 10 này, cây thứ 11 này, cây thứ 12 này. Đó, chỉ có 12 cây 80.000 thôi ạ. Và những cái cây này thì về độ lớn của lá nhá, thì nó lá của nó sẽ dao động từ 3 phân rưỡi đến 4 phân này, còn cái độ dài của lá là nó hơn một găng tay của em, một găng tay của em là 17 phân, như vậy là lá của hai bên của nó sẽ dài từ 35 cho đến hơn 40 phân, có lá là hơn 40 phân. Thế không phải là cứ là lá dài là to thì là nó đắt tiền đâu, mà cái quan trọng đây, lá rất là to. Nhưng mà cây này 50.000 một cây em không dám bán nhá. Cô chú anh chị xem kỹ video và nghe kỹ em nói để
để phân tích, để cân nhắc chốt hàng giúp em, chứ không cứ mở ra xem xong nó lại lại ỏng eo là cứ đòi phải lá cây to như là những cây bác Trần Tuấn bác bán đấu giá thì không có giá này đâu ạ. Thế còn sau đây thì em xin báo giá hàng thuần nhé. Thì đầu tiên là em báo cái hàng Hải Vân Nam em thuần này, thì em xin lỗi là 70.000 một cốc như thế này. Cái chỉ có cốc này là 70.000 là có hai cây thôi, còn những cốc khác là đều có từ 3 đến 4 mầm lá ấy rồi nhé. Em xin lỗi là 3 đến 4 cây nhé, có cây nhỏ cây đang lên thì đều có từ 3 cây đó. Thế còn lại cái cây này là nó có hai cây nhưng mà nó giá vẫn là 70.000 cốc này, bởi vì là hai cây này là hai cây to rồi. Thế còn những cây này thì có thể là những mầm nó lên nó đang nhỏ hơn đây. Ví dụ như này, cốc này là 3 cây nhé, hai cây to và một cây nhỏ này. Và cốc này là cũng 70.000 này, đồng giá hết 70.000 này. Cốc này là cũng có 1 2 3 cây to và một mầm đang lên như thế này. Cũng 70.000 này. Đây là cô chú anh chị nhé, hoàn toàn yên tâm đây. Em không hôm nay em đang vội, em không quay kỹ được hết nhé. Từng cốc một nhưng mà dễ riết là ra hết rồi, cô chú anh chị nhận cây nhìn luôn được là nó cây nó đang ở trong tình trạng thế nào. Khi vận chuyển thì có thể là cái giá thể nó sẽ bị lỏng lỏng ra một tí chứ nó không chặt như bây giờ. Đây là bây giờ em nhấc cái cây lên này, nó vẫn chặt như này, nhưng mà khi mà vận chuyển thì nó bị tung lên tung xuống thì là cái giá thể nó không thể chặt được như thế này nữa. Em sẽ chèn rêu xung quanh và dán băng dính lại, nhưng mà cái giá thể nó sẽ có thể là xô xịch một chút chứ không phải là như là em quay như này. Nhưng cô chú anh chị yên tâm là đây là những chậu thuần, chậu nó rất là cũ rồi đấy, chứ không phải là cây em nhổ lên sao em xếp giá thể vào và bảo là cây thuần nhé. Chậu này cũng 3 mầm này, có em có 4 chậu Vân Nam đấy. Đây chậu này cũng thuần rồi, dễ đây đấy, cô chú anh chị nhìn em thuần nó đẹp không đấy. 4 chậu Vân Nam mỗi chậu 70.000 một chậu nhé. Và hàng thì em có cái chậu này, đây là hình số 3 là 80.000 chứ không phải là 380.000 nhé. Thì đây một cái cây như thế này đấy. Ở những cái cây mà lá to nhất thì là sẽ là 80.000 một cây chậu hàng thuần. Đây rễ nó ra như thế này rồi đấy. Em có loại 80.000 và loại 90.000. 90.000 như có mỗi một chậu này thôi. Đây loại 90.000 rất đẹp đấy. Đó. Cô chú anh chị có thể là mua cây như thế này ở ngoài thị trường chỉ khoảng 60.000 50.000 một cây thôi, nhưng mà có khi là trồng 3 cây thì sống một cây, hoặc là trồng cả một lô chục cây có khi chỉ sống một cây. Nhưng mà đây là em đã thuần cả một năm trời rồi, cho nên là tính ra cái công thì nó cũng không phải là đắt đâu, mà hai nữa là nhiều khi là đắt thì nó sắt ra miếng vì cây đã thuần rồi đó. Thì chậu này là 90.000, có một chậu này là 90.000 thôi ạ. Đây 80.000 đấy ạ. Lá xếp ngắn nhé đấy ạ. Lá tròn ngắn đấy. Chậu này có hai cây 80.000 ạ. Đây. Lá dài như thế này rồi. Đây. Đó. Tất cả đều là cây em thuần, dễ riết loang ngoằng hết cả ra chậu đi cô chú anh chị nhé. Và một loại nữa là 60.000. 60.000 một cây hàng nhỏ đó. Thì cây đã thuần rồi nên các cô chú anh chị yên tâm nhé. Đấy. Dễ như thế này rồi. Đây có một loại là 60.000. Thực ra thì so với hàng rừng thì nó sẽ đắt hơn, nhưng mà vì đã thuần rồi cho nên là chúng ta yên tâm về là sống. Và các cô chú anh chị thì đặt nó lên một cái đĩa nước, một cái đĩa nước, nước đến đây thôi, đến chỗ này cho em thôi đó. Sau này hết nước thì mình lại đổ nước vào, mình không phải chăm bón cái gì cả, và thả cho em thêm 10-15 hạt phân tan chậm, phân chỉ ấy, hoặc là phân trắng ấy, phân tan chậm ấy, đừng có cho cái phân rinan nhá. Cái phân đó độ đạm nó rất là cao, em sợ là nó không thích hợp với lại trồng bán thủy canh. Thế là cho cái phân mà 20-20-20 hoặc là phân cái phân tan chậm, phân chỉ xám của Nhật ấy, cho ít thôi ạ, cho chục hạt đến 15 hạt thôi. Cho vào đây và cứ thế để một cái đĩa nước như thế này cho em. Còn nếu mà cốc này thì cái đáy của nó nhỏ, nó dễ đổ ạ, thì các cô chú anh chị cho sang chậu như thế này cho em. Nhẹ tay cứ thế là đặt cái cốc vào, rạch cái cốc ra, rạch không cần phải bỏ hết ra cũng được, rạch cái cốc ra dễ hàng nó sẽ chui ra. Rạch cốc ra và sau đó thì là để vào giữa cái chậu này, đổ thêm cho em giá thể là cái đá xay ra, để đá mà người ta làm gạch đó, gạch bê tông đó như thế này đấy. Một phần đá như thế này, một phần than củi đã ngâm rồi, đã ngâm nước xử lý rồi, đập nhỏ ra, đập cũng nổi nhổn bằng như thế này. Và một phần nữa là vỏ thông cho em. Đó, có phân hữu cơ, cái phân viên nén chùn cuối hoặc là phân kiên trần gì đó thì chúng ta cho thêm vào cho em một nắm nữa, một nắm to như này. Trộn đều vào và cứ thế đặt cái chậu này vào giữa cho em thì là sẽ sống. Em đảm bảo các cái thứ thì là sẽ sống, rất đơn giản như thế thôi ạ. Thế còn nếu như để nguyên cốc như thế này thì nó hơi dễ đổ.
Và nếu mà nhà không có trẻ con thì mới trồng được để nguyên cốc như này, để một cái đĩa nước nhỏ như này cho em. Nhưng mà sau này cây lớn thì chúng ta vẫn phải cho ra chậu. Cây lớn chúng ta vẫn phải cho ra chậu vì là như thế này nó không đủ cái độ lớn cho cây, rễ nó cây phát triển. Đây các cô chú anh chị nhìn rễ nó bò xuống lòng hoàng hết như thế này. Thì cái cây như thế này là không đủ, cái cốc như thế này là không đủ độ lớn cho nó phát triển. Thì đây là em muốn làm hàng, em muốn làm thương mại cho nên là em để những cốc như thế này để cho các cô chú anh chị quan sát được cái sự phát triển của rễ và vận chuyển cho nó nhẹ thôi. Chứ còn nếu như mà không là cứ phải để cái chậu như thế này. Đấy, cái chậu như thế này thì nó mới thích hợp cho sự phát triển. Thế cô chú anh chị nhìn này, để cái lồi lồi ra chỗ này này là rễ nó mọc vào cái cạnh của cái chậu này và nó làm cho cái chậu này nó bị lồi lên đấy, nó sẽ phát triển bò rễ loang ngoang quanh cái chậu như thế này. Đó, em vừa bán hàng vừa hướng dẫn được cô chú anh chị trồng luôn. Và khi cô chú anh chị nhận cái cốc này của em, cô chú anh chị nhìn cái giá thể này thì các cô chú anh chị sẽ trồng được những cây hàng khác rất đơn giản. Đó, xỉ than, thậm chí là cả xỉ than tổ ong đấy nhá. Đây, chỗ này xỉ than tổ ong đã mọc thành rêu rồi này. Đấy, rồi thì là đá xây dựng, vỏ thông. Đó, đá xây dựng đây xanh xanh xám xám đấy, vỏ thông. Rồi thì là vỏ thông nhỏ, phân hữu cơ. Đó, trộn lên, cứ thế trồng thôi ạ. Nhưng mà dễ nó rất phát triển đây. Không hề khó một tí nào. Nhưng mà trồng hàng rừng ấy, thì do cái cách lấp gốc của chúng ta, có thể là chúng ta chưa kỹ thuật, cái cách lấp gốc của chúng ta có thể lấp quá một tí là nó bị thối gốc, hoặc là cái chế độ tưới nước của chúng ta nó không thích hợp cho nên là nó sẽ bị chết. Nên rất nhiều cô chú anh chị mua hàng của em đều kêu là thuần lần đầu là không sống được. Nên là mua hàng thuần như này tuy nó có đắt hơn đấy, nhưng mà trồng cây nào sống cây đấy, tức là mua về cây nào sống cây đấy. Thế còn lại là hàng rừng có thể mình mua nó rẻ. Một cái cây to như thế này 80.000 bằng một cái cây nhỏ 80.000 của hàng thuần như thế này, hoặc là một cái cây như thế này 50.000 nhưng khi trồng nó không sống một cây nào. Nên là tùy các cô chú anh chị nào có kinh nghiệm rồi thì mua hàng rừng cho nó rẻ. Còn cô chú anh chị nào mà chưa mua hàng thuần, chưa có kinh nghiệm thì mua hàng thuần trồng thì nó sống gọi là đắt hơn hàng rừng một tí xíu thôi, chứ còn so với người ta bán hàng thuần thì em bán cũng không có gì là đắt đâu ạ. Cô chú anh chị cứ vào những vườn người ta đã thuần rồi, cô chú anh chị hỏi giá xem là em có bán đắt hay không. Em đã báo giá xong cái số hàng hôm nay và rất là cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video và ủng hộ em. Cô chú anh chị nào mà chốt đơn thì gọi điện cho em theo cái số điện thoại ở tiêu đề video, hoặc là nhắn tin cho em là chốt cái loại cây nào. Ví dụ là chốt một chậu Vân Nam, một chậu hàng 60 hay là một chậu hàng 70, hay là chốt Vân Nam và chốt một chậu hàng 70, 80 vân vân như thế, thì cái cú pháp như thế nhắn tin giúp cho em nhé. Xin cảm ơn ạ.